Sáng ngày 29 tháng 11, Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 11, tàu Nam Phát 01 đang trong hành trình từ Vũng Tàu đi Nghi Sơn thì bị sự cố, nước tràn vào buồng máy. Lúc này, trên tàu có 11 người, 1.500 tấn thép, khoảng 7.500 lít dầu DO, 20 tấn nước ngọt. Thuyền trưởng điều khiển tàu vào bãi cạn khu vực vùng biển xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đồng thời thông báo lực lượng chức năng. Nhận tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã liên hệ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2, các tàu hoạt động lân cận hỗ trợ cứu nạn. Đến 15 giờ 32 phút cùng ngày, tàu Việt Á 01 di chuyển gần đó đã tiếp cận tàu Nam Phát 01, hỗ trợ đưa vào bãi cạn và ứng cứu 11 người trên tàu đưa vào cảng Kỳ Hà an toàn. Hiện sức khỏe, tinh thần của các thuyền viên tàu Nam Phát 01 đã ổn định.